chào anh em mình chia sẻ những con giả cào được đang lao vào cảng rất là dữ nha anh em, mua luôn rồi, quá dữ anh em ơi. Con cào được đang chạy tốc độ chích dưới vào cửa cảng nha anh em, quá tương đối lớn nha, 9975TS luôn nè, quá đẹp mắt nha anh em. Đó, đang phân danh thì cũng bị hạ neo nha anh em. Ơi, mình hấp dẫn quá đi mà. Giả cào cũng đang vào cửa cảng luôn nha anh em, chạy với một tốc độ rất là dữ nha anh em. Đó, con cào cá bắt đầu đã vô trước nha anh em. Tốc độ khiếp vía, hôm nay gió cũng không có lớn như mấy. Đó, nhìn quá đã luôn anh em ơi. Đó, cũng lớn rồi. Mắt anh em ơi, chú cứ anh vào cảng rồi thăm gia đình vui vẻ luôn, đặc biệt không phải nhiều tiền rồi đó nha anh em. Đó, thấy được độ ghê chưa, thấy hùng không, quá đã anh em ơi. Đó, con tàu cá đang lao vào ở tốc độ khá là dữ nha anh em. Phía sau cũng là một con tàu mà đánh mà gần bờ cũng nó vào cảng luôn anh em. Rồi ở những tàu luôn, 9226TS luôn, quá đẹp mắt anh em ơi. Giả cào hai tàu nha, bà đi đúng tàu vào cảng không nha, quá dữ. Đó, tàu vào cảng rất là dữ, đó đạp lên lên có đen luôn nha anh em. Trời công đập thì phải không, mua không, quá dữ anh em ơi, rất là quyết luôn nha. Đó, rất là quyết luôn, chạy rất là dữ dàng và đi tàu. Độ dữ dằn không? Đó, anh đang ngồi tháo hứng rồi thì có chiến cực cản nào cứ làm đó. Đó, dữ dằn không? Đó. Bây giờ cũng để cản ở đó chưa? Đó, trời rất là lắm được luôn anh em. Quá đã luôn anh em ơi. Đó, giả cào quê hương cào đó vào cản luôn. Định nè anh em. Đó, con này dài khoảng 2 mét đổ lại được nha, khoảng 6 mét nè. Đó, lúc rút rồi đứng đầu là cả luôn nha. Đó, lúc rút rồi đứng đầu á. Lúc rút bình định chứ quên. Đó, đang dành cửa cảnh rất là huy thường đây. Đứng đầu đó. Đang phút xa con mình nữa chưa. Đó, chúc các anh đi vào cảng thật nhiều sức khỏe, thành công bên gia đình mình nha. Đó, thấy đẹp chưa các bạn, dữ dằn luôn nha anh em.
tiếp tục luôn, mình chia sẻ cặp giả cầu đang vào cảng với tốc độ khá là dữ, hai cầu luôn nha anh em. Đó, con này đánh bắt xa bờ không đó, con cầu được phía sau nè đó, con cầu cái lúc nào cũng xuyên không đi trước nha anh em, nhìn khá là đẹp mắt nha. Đó, hai con đang đấy, đó hai con đang lần lượt vào cửa cảng anh em ơi. Hôm nay gió cũng không có lớn cho mấy nữa nè, anh em đi đánh bắt gần bờ cũng vào cảng rất là an tâm, và chạy tốc độ cũng không có mãnh liệt như mọi lần trước nha anh em. Đó, con tàu cá này quá thẩm rồi. Chúc tất cả các bạn xem kênh Bình Thuận Yêu thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha. Đó, những con giả cào này vào cảng như là một con quái thú giữa biển lao vào trong cảng nha anh em. Con tàu được về phía sau chạy cũng không thua kém gì con tàu cái nha anh em. Đó, nhìn cái tàu cá đẹp mắt luôn. Nhìn thôi là mới sống biển bọt vàng cũng nhăn tùm lum đó nghe nè. Nhìn chạy là thấy chiếc chía luôn nha anh em. Wow, sống lớn lắm anh em ơi, ngày ngày càng lớn nha, tài công đạp rất là dữ nha anh em. Cảm thấy nhõng là hiểu luôn rồi, cá đầy mang hết trơn rồi. Đấy, con cào quá, con cào khổng lồ đánh bắt ra bờ cũng đã lần lượt vào cửa cảng luôn nha anh em. Đó, bạn thấy không, nước văng tùm lum tè le luôn nha anh em. Rất là đẹp mắt nha anh em, những con giả cào khổng lồ nha. Đó, thấy chưa, thấy kiếp dưới chưa, rất là đẹp mắt lắm. Đó, mấy anh vào cửa cảng ha, cửa cảng rất là vui vẻ nha anh em ơi. Đó, con mấy chà má lửa, đẹp mắt không? Đó, anh để chào nè, về nhà vợ con thấy không? Rất là hấp dẫn luôn anh em. Đó, thấy chưa? Tàu cá chạy ông tổ rất là dữ dàng luôn nè. Luôn á, hai con tàu đang
cửa cảng ngày Tết để rồi chúc tất cả các bạn xem những video của mình thật vui vẻ, thành công trong cuộc sống luôn nha.